Câu đầu tiên như sau: tóc của họa sĩ chảy qua bên nào? 15 giây bắt đầu. Rất nhanh anh à, rất nhanh phải không mọi người? Xác. Rất nhanh, rất vì nhanh. Anh họa sĩ rất đẹp trai. Bởi vì trai đẹp thì tôi nhớ rất dài. 5 4 3 2 1 hết giờ. Xin mời các bạn giơ bảng. 2 3 Bên phải và bên phải. Có phải là bên phải hay không? Sure. Đúng rồi, rất đúng là rồi. Tự tin vì tại vì đội của Phát là có anh Long là một stylist, người rất là quan trọng thời trang, yeah, đúng không? Yes. Những cái gì về cái bên ngoài á là ảnh đi rất là rất kỹ, còn bên trong là không có gì hết đúng không? Đúng rồi. Trong không nhớ gì, ngoài là nhớ hết. Vâng, và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Một điểm đầu tiên cho hai đội. Câu hỏi số 2 như sau: chân của giá vẽ được bọc màu gì? Happy New Year luôn. Cái gì? 15 giây bắt đầu. Bọc mà hả? Mày ngoài thấy không? Mày thấy không? Xám hoặc là trắng á nha. Còn lại không, 5 giây. Không trắng đâu, không trắng đâu. Xám hoặc là trắng. 3 2 1 hết giờ. Màu đấy không hả? Đáp án 2 3 không có bọc. Không có bọc, có bọc chắc chắn luôn. Bọc màu gì? Màu xám luôn. Màu xám là một đáp án xàm. Chưa biết có đúng hay không. Không, nhưng mà bên kia xàm là em đúng rồi. Đúng, bên kia sai rồi là không sợ mất điểm. Và chân của giá vẽ không có bọc gì cả. Đoán mò thôi đúng không? Không hề nha. Người ta tinh tế. Kia là đội mà đứng gần cái giá vẽ nhất luôn. Người ta tinh tế. Rồi, được rồi, được rồi. Bớt bớt mò, kết quả là về em về. Đội em toàn để ý vũ công không à? Đây, biết cái đó. Có hỏi liên quan tới vũ công. Có, vô, vô, vô. Có bao nhiêu vũ công nam mang giày tây? 15 giây bắt đầu. Nhớ 3 5 giây. Ok, không cãi. 3 2 1 hết giờ. Mời các bạn xoay bảng. Giới chuyên gia giày dép bên đội của em đi bán giày hay gì? Giày Lê Lộc quan sát giày không? Nhìn giày không? Và đã khẳng định là một đôi giày mà thôi. Một đôi giày luôn. Đây là một đáp án dễ ẹt ai cũng biết. Yeah. Chính xác, chúc mừng. Hay quá vậy. Câu hỏi số 4 như sau: họa sĩ Quốc Tuấn đeo những ngón út tay nào? 15 giây bắt đầu. Ok. Biết rồi, biết rồi. 3 tay phải, hai, tay phải chứ. 1 hết thời gian. Tay phải. Mời các bạn xoay bảng. Xoay. Xoay. Không có ngón út, ngón trỏ tay phải chính xác. Em dễ gì thế là bảo. Ngón trỏ tay phải hình cái này. Sư tử. Cái mặt của cái nhẫn là hình con sư tử. Anh nghĩ là em nên trả lời câu hỏi thôi, bớt tượng hình lại nha. Không có ngón út là sao? Anh có ngón út. Không có đeo ngón út. Sai rồi anh. Anh có đeo đàng hoàng mà anh không đeo ngón út thôi. Tiết kiệm mực của chương trình. Không có đeo. Ngón trỏ tay bên phải. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng hai đội. Yeah.